cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài. Trấn Thành xin chào mừng quý vị và các bạn trở lại với bước nhảy ngàn cân Dance Your Fat Off. Câu chuyện ngay sau đây là một câu chuyện về tình yêu. Nó nhẹ nhàng lắm, nhưng nó cũng nặng nề lắm. Cực kỳ khó khăn cho những người có ngoại hình không được đẹp. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn hướng mắt về sân khấu và dành tràng pháo tay nồng nhiệt cho thí sinh Lộc Vượng. Cái điểm yếu của mình đó chính là thể lực. Càng về sau thì là cái sức của mình là càng bị đi xuống. Toàn thân của mình là đau mỏi hết. Một phút lơ là thôi là mình đã đá sai một quả và đau ở cái phần cổ chân bên phải. Chỉ cần là 15 phút và tập với cường độ rất cao của môn kickboxing và Muay Thái này, cảm giác là mình thở còn không thể nào thở nổi luôn. Nó mệt hơn rất là nhiều so với cả là những cái bài tập thông thường. Điều lo sợ nhất của mình đó là mình sẽ chỉ giảm được đến một mức nào đấy rồi cơ thể của mình sẽ bị chững lại. Điều này sẽ làm mình là chia tay sớm chương trình. Hip hop mặc dù là sở trường của mình nhưng mà mình cũng là không mấy tự tin bởi vì là mình đã nghỉ nhảy mất là 6 năm rồi. Mình sẽ là vai Joker, một người điên. Harley Quinn là bác sĩ tâm lý chữa trị cho Joker. Joker đã tìm mọi cách để quyến rũ, làm cho là cô ấy là yêu Joker một cách là điên cuồng. Mục tiêu trong cái tuần này là mình phải thể hiện làm sao thật là rõ những cái động tác hip hop và làm tốt những cái động tác bưng bê để cho bài nhảy của mình thật là hay, và mình nghĩ là mình sẽ cố gắng chinh phục cả ba cái ban giám khảo. Các bạn thân mến, mối tình đặc biệt của Ngọc Anh và Lộc Vượng, thưa quý vị. Tôi đoán không lầm thì đây là cái câu chuyện về mối tình của Joker và Harley Quinn, đúng không? Nếu như quý vị và các bạn có xem cái bộ phim mà Biệt Đội Cảm Tử, anh thích. Là cái cô này cô là bác sĩ tâm lý, cô đi chữa bệnh cho cái anh em bị tâm thần. Sau khi cô chữa một thời gian thì cô bệnh giống ảnh luôn, mà bệnh nặng hơn. Hay là hai người yêu nhau luôn. Và đúng là ở ngoài đời thì nó cũng như thế. Ừ. Nhưng lần sau thì em vẽ cái môi cho nó lợt lợt, bớt anh cho bấy nhầy cái môi người ta tội nghiệp. Xin mời anh Đàm, anh có vẻ rất thích thú với câu chuyện này. À, thích chứ. Thứ nhất là trang phục đẹp nè. Lời khen tiếp theo nữa là dành cho một giáo viên dạy vật lý mà có những cái bước nhảy thể hiện tất cả những gì đam mê nhất trong người mình. Thứ hai là cái cách diễn của các bạn á, nó điên và nó tới nơi tới chốn. Bạn cười, bạn đã trên cái điên của mình, là các bạn đã làm cho người xem cảm thấy là cái nhân vật nó đi tới nơi tới chốn luôn. Mặc dù là cái nhạc của các bạn lúc mà lên cao trào đó, cái nhịp nó có một chút xíu lệch cho nên hả, lệch tí xíu thôi, nhưng mà cái đó là tôi thấy là rất khó. Những người làm gần gũi với âm nhạc nhiều mỗi ngày như tôi còn cảm thấy khó nữa, huống hồ như một thí sinh như bạn. Cho nên là tôi cũng có thể cho phép mình lướt qua cái việc đó. Đây là một trong tiết mục cũng làm tôi phải chú ý rất là nhiều, rất đáng khen. Xin mời giám khảo với nha Kỳ. Nếu anh Hương không nói thì Kỳ không hề biết anh là giáo viên vật lý. Thật sự trời đất ơi,
nói một câu với như là 1+1=2 vậy. Có nghĩa là ý kia nói rằng là không nghĩ anh là giáo viên. Đó, giống nói như nhá, là cái câu nó ngắn vậy thôi, nói chi dài dòng cái kia trời. Nếu như Lý Nha Kỳ mà không nói ra tiếng Việt, mình cũng không biết Lý Nha Kỳ biết tiếng Việt đó. Đúng rồi. Mình cũng đang học tiếng Việt giống chị Harry. Ồ. Oh, thông minh. Không biết chặt chén lắm. Vấn đề đây là Harry là người nước ngoài nói chuyện lơ lớ, còn Lý Nha Kỳ là người Việt giọng cũng lơ lớ luôn, cũng lạ. Dạ, người không? Việt nhưng mà ở thời gian ở nước ngoài rất lâu. Dạ, ở một năm rồi. Mấy lần đó. Dạ, thật sự á, rằng là thường cái người giáo viên, đặc biệt là những cái môn vật lý rất là nghiêm nghị, anh công nhận không? Thế môn nào cũng nghiêm nghị vậy? Có không? Môn nào? Xưa thầy ghét không anh phải lắm đúng không? Giáo viên là hình ảnh nó đạo mạo và nó như một bức tượng đài rất là phá vỡ. Mà bạn ấy rất là mạnh dạn. Cho màu hường, mà kim tuyến, mà full option mới ghê. À, đây là sở trường của em đúng không? Thì em có cái máu và cái chất của hip hop. Nhưng nó có một cái tổ hợp chính là nó hơi bị rối nha. Nhưng mà cái máu và cái chất nhảy thì em làm được. À, chỉ là một cái vấn đề nhỏ ở cái tổ hợp nhảy, anh thấy nó chưa đều lắm. Nhưng mà anh thích cái sự không bình thường và cái điên và cái ghê gớm và cái biến thái trong cái bài này. Thích style biến thái, nặng đô. Đã lắm anh. Anh ấy ở căng móng tay kìa, thấy chưa? Đó. Tôi đã nói rồi, dấu hiệu là rất rõ. Chừng 2 năm nữa thôi. Không, rồi tự nhiên đâu. Đột ngột chạy ra đường la lớn lên giữa trời. Rồi có một chiếc xe dừng lại đưa anh ấy vào trong đó ở luôn không ra nữa. Đó, thấy chưa? Ừ, nó cũng không bình thường lắm thiệt. Dễ thương. Bây giờ chúng ta cho điểm nào. Xin mời anh Đàm. 8 điểm. Mời Lý Nha Kỳ. 7 điểm. Mời John. 7 điểm. Và điểm trung bình bạn nhận được từ giám khảo là 7,3 điểm. Bây giờ mời bạn tiến về bàn cân. Quý vị và các bạn có thể soạn tin nhắn BN khoảng cách 05 bình chọn cho Lộc Vượng. Cân nặng cũ là 92,1 kg. Cân nặng mới là 88 kg. Wow. Giảm được 4,1 kg, tương đương với 4,5%, cũng là chỉ số phần trăm cao nhất trong tuần này. Tổng điểm bạn nhận được là 11.8 điểm. Chúc mừng. Wow. Hãy cùng Phi Nhung uống trà thảo mộc Dr. Thanh mỗi ngày để thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài.